Dell đã tự tiêu được 7430 là một trong mẫu laptop doanh nhân hot nhất thị trường hiện nay, thể hiện sự sang trọng và đẳng cấp khi khoác trên mình một hiệu năng vô cùng mạnh mẽ thế hệ 12 mới nhất. Kèm theo đó, vỏ máy được làm từ sợi carbon siêu nhẹ giúp Dell Latitude được 7430 di chuyển dễ dàng và thuận tiện với trọng lượng chưa đến 1,3 kg cho dòng Ultra 14 inch. Sau đây là cấu hình máy hiện tại mà Thái Long Computer muốn cập nhật đến khách hàng. Máy sử dụng bộ vi xử lý Intel Core i7-1265U, 12 MHz, turbo lên đến 4,80GHz, bộ nhớ dung lượng RAM lên đến 32GB xử lý hình ảnh nhanh, mượt mà. Kèm theo bộ nhớ lưu trữ lên tới 512GB, ngoài ra bạn có thể nâng cấp dung lượng lên 1TB hoặc 2TB. Thái Long Computer sẽ hỗ trợ giá tốt nhất cho khách hàng khi có nhu cầu nâng cấp. Máy được trang bị card màn hình Intel Iris Xe Graphics. Intel Iris Xe là card được tích hợp vào CPU thế hệ thứ 12, đem lại cảm giác mới lạ cho người dùng với bộ xử lý đồ họa chuyển đổi và tích hợp, giúp họ chìm vào thế giới game của họ với độ phân giải cao lên đến Full HD và chỉ số khung hình trên mỗi giây là 60 FPS. Nhờ vậy, họ có thể trải nghiệm độ mượt mà với độ sắc nét cao khi đắm mình vào game. Hỗ trợ chất lượng hình ảnh lên tới 8K cộng thêm 4K HDR hiển thị 4 màn hình cùng lúc. Người dùng có thể tận hưởng những thước phim hấp dẫn, sắc nét một cách ấn tượng. Bên cạnh đó, Intel Iris Xe Graphics còn đem lại những tính năng hết sức đặc biệt giúp người dùng thiết kế và tạo ra những tệp có dung lượng lớn, tinh vi với khả năng xuất lên tới 4K dễ dàng và nhanh chóng. Máy được trang bị Intel Wi-Fi 6ES211 mới nhất hiện nay. Máy được tích hợp Windows 11 bản quyền vĩnh viễn. Dung lượng pin tới 4 cell 58Wh tích hợp sạc nhanh, giúp bạn làm việc cả ngày mà không lo hết pin. Như vậy, nhìn chung Dell Latitude được 7430 là mẫu laptop đáng giá để bạn bỏ ra số tiền tầm 25 đến 27 triệu để sở hữu một chiếc laptop doanh nhân cao cấp này. Nếu bạn có nhu cầu liên hệ hotline 0979 879 379 để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm, cũng như chế độ ưu đãi và bảo hành, hoặc truy cập website laptop nhập khẩu VN để tham khảo một số sản phẩm mới trên thị trường tốt nhất. Cảm ơn bạn đã dành chút thời gian để xem video này.